một trong những bộ máy yêu thích nhất từ trước đến nay. Tương lai có cơ hội thì anh có thể cho bọn em mượn cái bộ cây này về làm một số video được không ạ? Nhưng mà thật ra thì chơi mấy cái game này hơi nhạt, phải chơi được game kiểu kinh dị hay là kiểu dìa bê kiểu thứ đấy nó mới hay. Được chứng kiến cái bộ máy này từ những ngày đầu tiên rồi, đã qua chơi Unpacked rất là lâu và chứng kiến nó hình thành từng cái bước một, và hôm nay là thấy nó xuất hiện trong chương trình hôm nay thì thực sự rất ấn tượng. Và đây có nghĩa là một trong những bộ máy yêu thích nhất từ trước đến nay tất cả bộ máy PC được nhìn thấy, bởi vì nó mang theo rất nhiều thứ. Thứ nhất là cái độ đồ sộ của nó hoành tráng về độ khủng của linh kiện, và chúng ta có một cái kết hợp màu mè rất là đặc sắc này, và ra một cái phong cách mang theo rất slick, nó rất là hợp phong trào.